dân chủ và nhân quyền, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa cử hành. Ngày công dân ơi, lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, đi chinh tiết gì tham tròn. Vì tương lai của dân cùng sông pha qua đêm, làm sao cho nói chung từ nay luôn có về. Dù cho anh rơi trên thương gia, dù đưa về lâu đào đêm ba. Phật lịch trôi qua, Phật giáo vẫn trường tồn. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời Phật tử đồng ca Phật giáo ca. Phật giáo ca cử hành. Chư thiên đều vui mừng đón, vũ trụ trổ hoa chào đón bước chân ngài. Ngày hôm nay cũng là một ngày đặt viên đá đầu tiên để xây chánh điện cho chùa Liên Hoa. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý quan khách và Phật tử cùng nhau lắng lòng để tưởng niệm và cầu nguyện cho bất thái dân an, cho tất cả những người đã hy sinh và tử nạn trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do, những người đã đóng góp để bảo vệ giang sơn góc dốc của dân tộc ta được Việt hùng tráng, và để tưởng niệm đến chư lịch đại tổ sư đã dày công bảo vệ để Phật pháp trường tồn đến ngày hôm nay qua Phật lịch 2563. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Trầm hương khói tỏa
Chúng tôi xin kính mời quý vị trong ban nghi lễ chúng ta trở về chỗ ngồi.